Chào các bạn, hôm nay mình lên sân thượng chia sẻ trồng nha đam vào ngày mưa cho các bạn cùng xem nha. Và đây nha đam của nhà mình đây. Đó các bạn nhìn nè. Mùa nắng thì mình hay làm sữa chua, còn những ngày mưa này thì mình không có làm. Thì thường là cây nha đam vào mùa mưa thì các bạn ngưng tưới nước nha các bạn. Đây, mùa mưa mưa nhiều cho nên cây nha đam của mình có một số cây nó bị ngập úng nước này, bây giờ mình phải nhổ ra các bạn này. Đó, nó nặng, nó bị úng nước các bạn thấy không? Đó, đây cây này nó bị úng nước này, bây giờ mình phải xử lý. Mình phải xử lý là nhổ ra và cắt cái đoạn úng này đi. Và mình để dày, mình để dày một tuần. Mình để dày một tuần rồi mình trồng xuống đất lại. Xử lý bằng cách đó các bạn. Đó, mình để đây. Xí nữa mình sẽ cắt cái khúc này đi. Xí nữa mình sẽ nhờ con gái mình quay cho mình. Út ơi, xuống lấy cái dao vàng lên cho mẹ. Để xí mẹ cắt cái cây nha đam thúi gốc này. Đó, các bạn nhìn này, trời mưa á, rất là nhiều cây bị thối nha, mà mình không tưới nước nha. Mình không có tưới nước mà nó bị như vậy. Thì mình sẽ xử lý là nhổ nó lên. Và mình sẽ để khô. Để khô nó. Còn những cái cây này nó cũng bị cả nhà thì mình sẽ tỉa. Tỉa luôn. Đó. Tỉa luôn mình trồng lại này. Đó. Mình cứu nó cả nhà. Không là nó úng là nó hư luôn. Trồng thì rất là dễ nhưng mà mưa là mưa nhiều quá, ngày nào cũng mưa hết á, là nó bị như vậy á. Đó, nha đam mình trồng ở trên này nhiều lắm các bạn ơi, dư ăn luôn. Đó, bây giờ mình sẽ nhờ con gái mình quay cho mình. Xuống đây quay cho mẹ. Đó, mình sẽ quay phía đằng sau cho các bạn xem. Đây là ban công đằng trước của mình. Đằng sau và ở dưới đất mình trồng nha đam nhiều lắm. Trên đây là mình nuôi gà nè. Quay cho các bạn xem. À, nuôi gà nè. Chim bồ câu. Đó. Nhiều lắm các bạn. Đó. Bên kia là chim bồ câu. Mình bán được chim luôn. Gà nè. Đó. Những chú gà xinh xinh. Chim. Chim đang ấp trứng. Và bây giờ con gái sẽ quay cho mẹ. Rồi mẹ sẽ đi nói cách chăm sóc nha đam cho cô chú xem. Thì cây nha đam á, khi mà các bạn thu hoạch rồi á, thì trời nắng này nè. Trời nắng lên á, là các bạn xúc miếng đất cát bỏ vào cho nó thông thoáng đất trở lại. Tại vì trời mưa là đất rất là bết đó các bạn. Mà nha đam là thích hợp với đất cát. Bây giờ con gái quay cho mẹ thôi. Chào cô chú đi. Tới cầm cây lựu cho cô chú xem. Đó, cô chú thấy mê không? À, mẹ con trồng đó. Rồi xung quanh mẹ con là trồng có rất nhiều nha đam luôn nha. À, bây giờ con quay vô đây này, mẹ con cắt cái đoạn úng nước này cho cô chú xem. Ở dưới cũng có mà ở sau cũng có. Đó, cô chú cắt như vậy nè, loại bỏ những cái úng nước này đi. Đó, đợi nó khô là mình trồng nó lại, mình cứu nó. Không thôi là nó thúi dần là nó hư cây luôn. Đó, như vậy. Đó, rồi mẹ sẽ trồng xuống lại là nó sống cô chú. Trồng xuống vậy giống vậy đúng không? Ờ, giờ để đây cho nó khô cái đã, không có trồng xuống liền. Đó, xử lý bằng cách đó cô chú ơi. Rồi tiếp tục cây này luôn nè. Quay gần đây cho cô chú xem. Dạ. Dạ. Còn mấy cái gốc này để vô trong cây thì tốt. Chừng này xuống hấp nồi cơm. Bỏ xíu đường phèn vô cho mẹ ăn. Ngon lắm cô chú ạ. Thì mẹ con sẽ làm một nồi. Mẹ con sẽ làm một tô nha đam hấp đường phèn cho cô chú coi luôn nha. Đó, giờ bỏ cái này vô đây ngâm cho nó ra hết cái mùi. Cô ở bự nha nè. Rồi giờ cô chú đi con nói đi. Nói nha đam đi. Đừng nói đi.
Nhà Nam mẹ con trồng rất là tốt. Quay bên đó thì hỏi mẹ con trồng như thế nào. Chú xem. Trồng Nha Đam thích hợp ăn với mùa hè, làm với sữa chua. Đó, một đống. Chắc bị đúng rồi. Cô chú biết, chú trồng giống mẹ, tốn tiền mua Nha Đam. Nha Đam này trồng cũng rất là dễ. Ai mà theo dõi kênh mẹ con thì sẽ biết. Mẹ con là thích trồng cây, nấu ăn. Đam mê trồng cây với lại nấu ăn. Rồi quay cho cô chú xem, cô chú biết. Đam mê mẹ con là trồng cây, nấu ăn, nuôi gà, nuôi chim. Đưa con đi học, kể cô chú nghe vậy á. Nhánh Nha Đam rất là bự. Mẹ con ở nhà nghỉ làm nuôi ba đứa con. Giờ mẹ con trồng cây, nuôi gà, nuôi gà, nuôi chim bồ câu, chim bồ câu, trồng rau, nấu cơm. Đưa con đi học. Đó, cái này rồi. Một hoa sứ. Đây là hoa sứ. Đó. Gà. Rồi, giờ này mà quay cho cô chú xem. Quay chim bồ câu rồi đó. Đây, mẹ nói. Quay cho mẹ, trợ lý. Trợ lý quay, mẹ không có ai quay, cô chú ơi. Rồi con đi vô đi. Đây nè, cô chú ơi, Nha Đam này là có hai loại này, nhà em trồng ba loại nhưng mà hiện tại ở đây là Nha Đam Mỹ nè. Nha Đam Mỹ nó bự hơn. Đây là Nha Đam Thái. Đó. Rồi em cắt một ít này, xíu nữa em sẽ hấp với đường phèn á, bỏ vào nồi cơm cho các bé. Ăn rất là ngon nha cả nhà. Đó, nhiều nhiều món từ Nha Đam lắm. Đó, cả nhà nhìn này. Trồng rất là dễ. Em bỏ phân chim bồ câu này, phân gà này là rất là tốt. Nhưng mà Nha Đam này cô chú có một bí quyết, đó là bỏ đất cát đó. Bỏ đất cát, thông thoáng cho đất. Bữa giờ mùa mưa là em không có bỏ được đất cát này. Bây giờ nó bết đất rồi này. Đó, mình phải bỏ đất cát nữa thì nó không bết đất, nó sẽ không có làm úng uống cây. Mà bây giờ trời mưa đó. Đó, mấy cái bụi này trồng lại mà nó to cả nhà, trồng lại. Nha Đam mình ăn, mình cứ ăn xung quanh á cả nhà, mình ăn xung quanh, sau đó mình là nó dài rồi là mình trồng lại. Như cái cây này nè, cây này nè cả nhà nhìn, dài rồi mà em chưa có thời gian trồng lại đó, nhiều lắm. Trời ơi, ăn không hết cả nhà ơi. Nha Đam này mà ở siêu thị người ta bán là 16.500 á, còn nhà trồng là 18.000. Mà 1 kg nó nặng lắm cả nhà, mấy bè là 1 kg rồi. Nha Đam này cái vỏ nó dày. Đó. Bây giờ mình sẽ đi ra ban công đằng sau mình quay cho cả nhà xem nha, rồi mình sẽ quay Nha Đam ở dưới đất cho cả nhà xem nha. Hôm nay trời cũng âm u cả nhà. Mấy bữa giờ ảnh hưởng bão miền Bắc á, cho nên Sài Gòn mưa hoài luôn. Bây giờ mình sẽ đi ra ban công đằng sau. Đây là ban công đằng sau có hai cây đinh lăng nè, đó. Ở trong này có bụi Nha Đam luôn cả nhà này. Đó, chỗ nào em cũng nhét được hết á. Không có đất trồng chỗ nào nhét được hết á. Đó. Rồi đây bụi Nha Đam đây luôn. Đó. Ưu tiên trồng Nha Đam, Nha Đam rất là nhiều cây con đó cả nhà này. Trời ơi cây con này, em cho này nhiều lắm. Xóm này ai mà xin Nha Đam là vậy, chứ ngoài chợ người ta bán một chầu Nha Đam nhỏ nhỏ 40.000 đó cả nhà. Đó, ai mà ở gần nhà em tới xin Nha Đam Thái, Nha Đam Việt Nam gì cũng có hết. Mà chủ yếu em trồng trên lầu đó cả nhà, ở dưới cũng có nhưng mà dưới là người ta bưng đi mất á, gần đường á. Xí nữa em quay cho cô chú xem. Bữa em về quê em trồng một bè bừ, một chầu bừ bên đây đó, mà người ta nó nhổ mất rồi. Giờ còn mấy cây bên kia trời nắng là phải thu hoạch liền, giờ trời mưa người ta chưa có lấy. Nắng là người ta sẽ lấy. Đó, cả nhà thấy bự chưa? Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới quay cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà thấy nhà Sài Gòn sát nhau vậy, trên cao. Mà em là hên là nhà có đất quy hoạch ở đằng trước nhà em trồng, chứ ở thành phố không có đất cả nhà ơi. Mình đi xuống nhà rồi các bạn ơi. Đó, nhà mình trên kia kìa. Đó, bây giờ mình đi xuống ngoài đường rồi, mình sẽ quay cho các bạn xem nha.
đây cây nha đam, hôm nay nói về nha đam nên quay nha đam. Đó, cả nhà nhìn ở ngoài mình trồng ngoài đất này này. Đó, cũng được mấy bụi bự mà đó. Ở đất này đất nhà nước quy hoạch á mà mình trồng cho nên mình không có làm đẹp. Đẹp là vô người ta cũng nhổ hết à cả nhà ơi. Chừng nào nhà nước mà người ta lấy đất á, lấy đất quy hoạch à, ta làm công viên ở dưới này này, đất rộng lắm. Đó, chỗ này là quy hoạch này. Thì mình sẽ buôn bán. Còn bây giờ mình cứ tận dụng mình trồng rau. Tại vì đam mê của mình là thích trồng rau, nấu ăn, nuôi gà, nuôi chim. Mà mình vào thành phố rồi thì ở đây là đất đai rất là hiếm, nên mình ở đây mình nuôi và mình trồng cũng được 10 năm rồi cả nhà. Thỏa mãn đam mê rồi. Và bữa nhà nước quy hoạch là mình buôn bán. Giờ là mình thỏa mãn đam mê 10 năm rồi. Đó, cứ trồng về mà cũng có ăn đó cả nhà. Mình trồng nhiều nha đam lắm, tại vì nha đam nó dễ trồng. Đó, ở dưới đây đó, trời mưa nè, trời nắng lên mà mình phải đi nhổ cỏ ốc sên. Đây nè, nha đam này. Đó, trong đây nè, mà cỏ không. Nhà ơi, cỏ không. Đây, mình trồng đây nè nè, che che lại. Người ta nhổ, bữa giờ ta nhổ của mình mấy bùi rồi cả nhà. Nhổ nhiều lắm, bên kia kìa. Đó, mình trồng nhiều cái chanh này, người ta cũng vào, người ta hái này. Ngoài đường mà các bạn. Đó, để mình kể cho các bạn xem. Hôm qua mình đang đứng đây, xong có một cái người đó đi xe tay ga nghe, nhìn rất là đẹp trai, lịch sự, hỏi mình đó. Tại vì con mình học đại học năm 3 rồi nên xưng mình bằng cô là đúng. Cô ấy, cô cho con hỏi cây chanh này của ai cô, ai trồng thì cô. Nhưng mà rất là lịch sự nha. Nói là của cô trồng. Con muốn xin, nói cô bán. Cô bán đó con, cô bán. Nói là bán cho con 10 ngàn lá chanh về con uống. Nói là về con mua liền đi. Nói không, chiều, chiều con mới mua. Rồi chiều đi luôn đó cả nhà. Ở đây á, nếu mà không có mình là người ta sẽ vào hái luôn. Còn có mình á, là người ta giả bồ, ta hỏi để người ta xin á. Xin thôi nha cả nhà. Còn mình nói bán là ta đi luôn, chạy luôn. Nhưng mà đó, bên cái chỗ kia có một chị bán rau á, mà không mua nha cả nhà. Qua mình xin nè, lá lốt rồi nè. Mình cắt. Mình quất qua cho chị đã bán. Đó, còn ở đây là xin không à. Xin mà phá cây luôn. Phá cây của mình luôn. Đó. Xin thì còn được nha, nhiều người mình còn cho nha, nhiều người mà nhìn khổ khổ mình mới cho. Đẹp trai lịch sự đi tay ga là mình đâu có cho. Qua mình chỉ qua đó mua, cái chị bán rau bên kia, mình phóng qua cho các gần chỗ nhà lầu bên kia. Mà nhà là biệt thự đó là của công ty. Phía dưới bên đây này, chị cũng bán rau. Không mua cả nhà. Đó. Ai khổ khổ dài dài mình mới cho. Mình trồng rau cũng cực khổ cả nhà. Mùi chích ra đây, mùi chích này. Tưới nước, tốn tiền nước. Ở Sài Gòn cái gì tiền hết á. Đó. Tốn tiền nước mà đi xin không à. Nói mua, okay, mình nói bán là khỏe. Bán là ta đi à. Rồi thì mình mà vô nhà là ta ra ta hái à. Vậy đó. Đó, các bạn này để chiều mình làm một cái clip quay chân cho các bạn xem. Nhiều trái chi chít luôn á. Bà bị hái rồi nha cả nhà. Với bé mình bây giờ cũng có hái làm nước mắm, nước chân rồi. Đó. Đó, clip của mình đến đây cũng đã dài rồi nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh cho mình. Mình làm YouTube vui là chính. Đó. Nếu mà có tiền thì càng tốt, mà niềm đam mê của mình vui là chính. Đó. Cho nên mình luôn vui vẻ yêu đời, quay cho các bạn xem. Mặc dù từ quay thì không có đẹp, lâu lâu nhờ con gái quay cả nhà. Clip sau mình sẽ chia sẻ nha đam hấp đường fan cho các bạn cùng xem nha. Bye bye.